thì các bạn những cái buổi học SEO miễn phí thứ 7 của Giúp Công Việc Tôi Là Doàn Giảng Viên tại dataseosite.net. Như vậy chúng ta đi qua 6 buổi, nghĩa là kiến thức của 6 buổi không nhiều, để giúp các bạn có thể đi sâu một chiến lược SEO thực tế. Do đó sau cái video overview này, tôi sẽ có rất nhiều video về screencast cho các bạn, nghĩa là tôi sẽ quay trực tiếp màn hình máy tính về việc demo một dự án SEO thật để giúp các bạn đi sâu vào từng cái bước trong quá trình SEO gì. Nhưng thông qua 7 video vừa rồi, tôi chỉ muốn nói với các bạn những cái tư duy về SEO cũng như những cái mà các bạn cần làm để các bạn phát triển lên hơn cả SEO nữa, là một chiến lược truyền thông cho các bạn. Tôi tin rằng hiểu tư duy SEO mới khó, chứ hiểu kỹ thuật không khó. Chỉ cần một vài video screencast hoặc các bạn chịu khó theo dõi những cái video hỏi đáp về SEO của tôi, các bạn sẽ nắm được đầy đủ những cái trong on-page và off-page là yếu tố kỹ thuật, nhưng để rèn luyện một tư duy SEO để tự phát triển những chiến lược hay những kế hoạch hay những thử nghiệm mới, cách SEO mới cho mình nên khó. Tôi hy vọng rằng với những dự án thực tế sắp tới, tôi sẽ quay screencast với từng từ khóa và thậm chí đo lường được cái sự lên xuống của từ khóa đó, thì các bạn sẽ nắm được đầy đủ về việc đi sâu vào SEO thực tế nào. Nhưng tôi khuyên các bạn nên xem lại 7 video rồi, vì có những cái video mà tôi nói khá là nhanh, các bạn chưa hiểu hết được ý, nhưng khi các bạn xem lại và khi các bạn áp dụng những dự án thực tế, các bạn sẽ thấy cái sự hiệu quả của nó. Còn tôi là Duẩn, giảng viên tại khóa đào tạo SEO của Giúp Công Việc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đầy đủ 7 video để xem miễn phí của Giúp Công Việc. I'm still alive.